Đi thôi. That's nice. Chào cả nhà, hôm nay mình sẽ dẫn cả nhà đi chơi miền Nam nước Pháp cùng với mình. Và Nice chính là địa điểm đến đầu tiên của chúng mình. Đến với thành phố xinh đẹp này thì chúng mình cũng đã có cơ hội thuê được một căn Airbnb siêu siêu dễ thương. Và chị host của căn này cũng là người Việt luôn á. Rồi hát chị hơi xong. Tại cứ gặp mặt trời á thôi. Như kiểu macaron với bản mới. Giờ thì mình sẽ đi đâu ta? À quên. Đấy. Mình đã có cơ hội tham quan Nice một chút trước khi di chuyển đến Lương Tông. Đi, à đi. Ok. Hello. Con to con nhỏ. Con to con nhỏ. Ê, không nghe nó con kiểu cái mấy cái kiểu màu vàng. Nói chào đi con. Không phải bạn. Nói chào hộ. Thôi cũng được. Có hai đứa cơ, sao bạn chỉ ôm một đứa vậy? Đấy, đưa con lại đấy. Nhà đứa này không mặc quần áo. Nhìn nó không mặc. Không mặc quần áo đâu chơi, nó không mua cái đầu nào. Như là bé lắm. Đó. Nó siêu bé. Chơi bên này được. Nhìn. Ôi. Không để mắt. Măng tông Pháp. Quay mấy con chim đang tắm. À bà ơi, nó bay rồi, con nòng biển nó bay đi mất. À đây có một con nòng biển này nằm, có vẻ nó lười, nó không bay. Đây ok, sẽ quay. Nào ra đây con vợ. Chào đi. Bye bye. Phải à? Chắc phải happy dance đi. Ui. Happy dance của tôi. Đây, bắt chưa. Đây là nước ở đây trong ái thích quá. Quá đẹp. Quá đẹp. Yeah. Ui, con này kiểu gan dạ lại. Đi theo. Con này chiêu vãi luôn. Mấy con này nó kiểu đi nhúng chân ở dưới biển đi mà cắt ngay đấy. Đi thôi. Quay đi. Cái Monaco này, cái Nice. Cái là nhưng cái Monaco này có đen không tao? Monaco đấy đen chứ, Monaco đấy đẹp mà. Thằng nào chẳng phải mua Monaco. Đúng chứ, phải lỡ Monaco ở Monaco đấy còn. Monaco ở đâu chả thấy, quan trọng là có kỷ niệm thôi. Thôi rồi, đấy, lấy lại cả đấy. Monaco này tôi thấy xa, tôi thích lại cái này luôn. Thôi, bỏ Monaco lại. Vui quá, chồng cũng sang chảnh đồ, cuối cùng ngồi gặp chorizo. Nó giống như bà già chim bồ câu nhúng nhóc ấy. Cái con nòng biển nó đuổi hết ý. Con này to vãi. Cái nòng biển là chúng nó dọa mình là bắt chúng nó cho nó ăn ấy. Chơi đồng xuân nhưng mà nó màu vàng. Tôi cũng vàng, người yêu cũng vàng. Đấy, chủ đề vàng. Mặc thế cho nó hợp với cả Suje tranh đúng không? Rồi Monaco á, thứ nó cũng vàng hết đúng không? Tiền tài danh vọng. Đi đây là lấy vía đấy, về nhà lấy data dog là lụm tiền thôi. Đúng không? Hợp lý không? Mà hình quả chanh luôn đấy. Ừ, hình quả chanh luôn. Ừ, cái này là thái nhiều nha ba. Quả chanh là bằng chanh thôi, nó có cả cái xịt thương chanh luôn đấy. Nó pha chanh luôn. Đi. Đáng yêu quá, nên bán. Đây có biscuit mà. Cái Monaco này đẹp. Là một cái Monaco này trông xinh ấy hả? Xinh vãi. Là cái bài sắt này nhìn cũng xinh nhá. Học vào cái này, muốn bỏ giới hạn mua một cái không? Thì Monaco mình thì mua hai cái mà. Thôi tôi thích chanh màu vàng hơn. Et je voudrais ça aussi. Sao đâu? Con người đam mê mua giá tự lạnh. Không sao, coi như là keep sách. Đâu phải lúc nào mình cũng đi. Đúng rồi, thì đương nhiên. Thì tôi đồng ý mà, tôi thích mà. Merci beaucoup. Bonjour. Au revoir. Don't touch.
bà làm vỡ cái gì nữa, may mà người ta chưa bắt đền ấy. Cả passion nó có cả gin jumper, xong rồi có cả chanh ở trong này này, kiểu hay vãi, người ta cắt một miếng dứa ra rồi người ta ngâm ấy. Nhìn kiểu siro này hay nhở. Để rượu. Ở đâu đây là rum macab lờ này. Rượu rum. Rum. Ừ, dạ rum ấy. Rượu rum nhưng mà lại có fritte. Sau nguyên cả một ngày đi ăn đi chơi kiểu siêu siêu bố trí ấy, mọi người, thì chúng mình về đến nhà và được chị host mời ăn bún bò Huế. Nếu mà mình không nhầm thì bún bò Huế còn cần phải có tiết nữa, nhưng mà mình không biết ăn tiết nên là bắt bún bò này như kiểu tình yêu cuộc đời mình luôn ý. Ăn đi quỷ, không phải là mấy người này. Dạ. Dạ đúng các anh. Thế nào cũng chán cơ thể phở. À, cô giáo nói tôi chán cơ thể phở. Thế thì hôm nay tôi ăn phở cho cô xem. Phở là một món non được đánh trên từ miền Bắc. Nó có thời thời xa xưa. Ôi. Bài TikTok, bài TikTok. Nào, che góc quay của tôi. Có hai ông bà đi qua, trứng thôi. Ê, những hai ông bà đi qua. Ra parking không? Các bạn không cầm ở đấy. Anh thích cầm ở đây. Cầm ở đây nhìn nó dễ. Nó kiểu không bị rung ý. Nhìn dễ thương mà. Đi. Đi đâu bây giờ? Đâu? Đây đi lên trên kia, đây nội. À đây đi, mình phải đi đây đi. Hay là đi xem đài phun nước trước rồi đi vào cho Robby. Cái nào? Cái đài phun nước trước. Kế hoạch ban đầu là định DS. Cái ban đầu là định DS. Thế là về nhà ngủ xong, xong rồi đi ra đợi xe buýt. Và đợi xe buýt thì nó ở khá xa trung tâm thành phố. Thì không sao, vì DS nó có một vài cái chuyến như kiểu là mình có thể đi metro đúng không? Cái này nó sao? Đi TOE ạ. Mình muốn có thể đi TOE và hai có thể đi bus. Thì là mình đã chọn đi bus để nó đỡ tốn tiền đi lại. Với cả là nó đi lên hẳn trên đỉnh. Nó đi lên là trên đỉnh để chất xong rồi thì nó sẽ phải leo một tiếng lên đỉnh nữa thì nó sẽ khá là mệt, nhưng mà bọn mình đợi bus kiểu 40 phút 50 phút không thấy đâu và hỏi... trời nó tắt nắng rồi. Nhưng mà xong còn hỏi bà rất là nice, bà ấy ở S luôn, bà ấy ở S luôn, bà ấy bảo là ngày nào tao cũng đi cái này. Sao bà ấy đi kiểu như bà ấy kiểu đồ grocery cho bà rất dễ thương, bà ấy nói chuyện dễ thương. Nhưng mà kiểu cũng tội người ta ấy, kiểu người già kiểu ngồi đấy đứng đấy đợi đến phương tiện công cộng nó chảo kiểu nó cũng tốn đến ý. Tốn bao nhiêu kiểu thời gian của người ta ấy. Đi phòng xe kinh nếp của chúng ta còn ngứa bốc cả đầu lên của phòng. Nhưng mà xem đúng là xe kiểu Ferrari, đúng Ferrari không? Ferrari không bầu á? Không, cái xe kia là Ferrari, xe ngựa, xe bò kìa. Cái Village này cũng đẹp, nhưng mà... thôi rồi, đây là đài phun nước. Quay chưa? Đang quay nhưng mà nó đen xì, nó chả thấy cái mẹ gì. Ấn vào để lấy focus cho nó đi. Đấy. Với cả ISO đây. Ê, nhà nó chỉ có One Dimension thôi đấy. Lừa vãi. Hả? Cái chỉ là cái poster hả? Ờ đấy. Ôi trời, đúng góc vãi. Nhìn góc vãi. Nào, đuổi ra nào. Đấy, cho các nhà vãi khi phải nghề đi. Đẹp quá. Đây. Ờ nhà đi ở chỗ kia cũng đẹp kìa. Ờ, mình sẽ đi dọc cái này. Đi dọc cái này đẹp mà. Mẹ, vô scum.